Và Chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2019 lại là một may mắn và hạnh phúc cho các hội viên chúng tôi tại Đạo Tràng Miền Đất Mới ở Đài Loan, còn được biết là Formosa. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kính yêu đã ân cần dành thời gian với các đồng tu và chia sẻ lời khuyên giá trị cho những người tu hành. Chúng ta thật sự cần phải có trí tuệ. Nếu không, mọi điều chúng ta làm sẽ mang lại phiền toái cho người khác. Càng muốn giúp, chúng ta lại càng tạo thêm rắc rối. Thế giới này là vậy. Là như thế đó. Có rất nhiều người có thiện chí. Thật sự như thế. Nhưng thiện chí không thôi chưa đủ. Chúng ta phải có trí tuệ. Phải có sự tập trung. Đối với việc tu hành, thì không bao giờ nên có cái ngã. Quý vị nên luôn luôn hăng hái học hỏi thêm. Nếu tôi thật sự tin tưởng hoặc biết điều gì đó tốt hơn pháp môn Quán Âm này, thì tôi sẽ tiếp tục học hỏi. Thực tế, tôi đã học hỏi một số nhưng không pháp nào hiệu quả cho lắm. Nhưng nếu tôi thực sự biết hoặc tin chắc rằng có gì đó tốt hơn, tôi sẽ học ngay tức khắc, thậm chí ngay bây giờ. Nhưng vì tôi biết quá rõ ràng rồi, tôi biết quá rõ bên trong rồi, vì vậy tôi không đi đâu cả, thế thôi. Sư phụ cũng miêu tả loài người bắt đầu ở địa cầu này như thế nào. Ban đầu, loài người đến đây từ các cõi trời Phạm Thiên. Họ có thể bay, có phép thuật, có thể giao tiếp thần giao cách cảm bằng tai. Họ có thể nhìn xa hàng ngàn dặm. Họ bắt đầu nếm cái này cái kia. Họ ăn nhiều thức ăn đặc hơn và trở nên cô đặc hơn như bây giờ. Đó là tại sao họ không thể bay. Và sau đó con người thậm chí bắt đầu ăn thịt sống, giết chúng sinh khác để ăn. Và rồi sau đó họ phát hiện ra lửa và họ ăn càng nhiều hơn bởi vì thức ăn có lẽ ngon hơn. Rồi họ phát hiện ra thực vật khác kết hợp với thịt, vân vân và vân vân. Sau đó, cơ thể họ trở nên ngày càng thô thiển hơn và ngày càng nặng nề và tâm trí bị lu mờ hơn. Linh hồn loài người, bởi vì nó kết nối với tâm trí và cơ thể, cũng cảm thấy bị trì nặng. Và đó là kết quả của chúng ta. Dáng vóc bên ngoài, cách cư xử của chúng ta ngày nay. Và sau đó, vì con người thích ăn nhiều hơn và nhiều hơn nữa, họ bắt đầu gây chiến vì thức ăn. Và sau đó, họ cần nhà để ở bởi vì cơ thể trở nên yếu hơn. Hệ thống miễn dịch đã từng tinh tế hơn, thánh thiện hơn, lành mạnh hơn, trở nên yếu dần với mỗi thế hệ. Với từng ngày trôi qua bởi vì con người đã ăn quá nhiều thứ khác nhau, động vật và mọi thứ. Và rồi loài người phải đánh nhau để sinh tồn. Và sau đó họ cần chính phủ để thực thi pháp luật, ban hành các luật lệ. Rồi họ cần cảnh sát để bảo vệ các luật lệ. Và rồi người không hiểu luật lệ bị bắt giam và tức giận, đi ra và làm cách mạng, vân 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 vân. Và càng ngày, càng nhiều nghiệp hơn. Thậm chí bây giờ, sau khi tâm ấn, chúng ta vẫn có nghiệp chướng. Dù ma vương không còn, nghiệp chướng đã ở đó rồi. Không thể tách khỏi cơ thể. Bởi vì nó giống như xé da thịt của vị, sẽ đau đớn khủng khiếp. Trên phương diện vật chất, hoặc ngay cả tâm linh. Điều đó là không thể. Sư phụ từ ái chia sẻ thêm một số lời khuyên trí huệ. Ngồi thiền, làm người tốt, rất đơn giản. Bên trong, biết mình, bên ngoài, giúp đỡ tha nhân. Không phải đơn giản sao? Không chỉ giúp người mà còn giúp đỡ chúng sinh khác. Đó là điều đơn giản duy nhất để làm, không phức tạp gì cả. Bởi vì quý vị muốn nhận biết bản thân nhiều hơn nên quý vị đến đây. Bởi vì quý vị muốn giúp đỡ tha nhân nên quý vị giúp đỡ người vô gia cư. Các nạn nhân thiên tai, và làm việc cho truyền hình Vô Thượng Sư. Cuộc sống rất đơn giản. Tôi cũng không cần dạy dỗ gì nữa. Chỉ như vậy, bên trong biết mình, bên ngoài giúp đỡ tha nhân.
giúp đỡ chúng sinh khác, hiểu không? Chúng sinh khác không chỉ con người, mà cả loài vật, côn trùng. Sư phụ vô vàn kính yêu, chúng con xin chân thành và mãi mãi tri ân Ngài đã dịu dàng, kiên nhẫn nhắc nhở chúng con đường trở về nhà. Kính chúc sư phụ luôn luôn hạnh phúc và bình an, dồi dào sức khỏe và an nhiên trong ân điển của Iosku hùng mạnh. Để xem toàn bộ bài giảng này của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, kính mời quý vị đón xem trong tiết mục giữa thầy và trò vào một ngày gần đây.